Thầy ơi, thầy chia sẻ giùm em màn hình thầy. Thấy màn hình của thầy thì ơi, dạ thấy.
Ê, ý phải là bằng bằng chứ đấy.
Thầy ơi, thầy ơi, em run toàn bị sai ở cái đều bị lỗi ở cái chỗ M bằng len C ấy thầy ạ. Cái M bằng len C em cứ bị lỗi. Vâng. Nó bảo là thy error int object is not callable. Vâng. Dạ, em chào thầy.